Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Ninh Dương Lan Ngọc diện váy trễ nải khi livestream khiến fan lo sốt vó. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những diễn viên đắt sâu nhất nhì Vbiz. Mọi động thái của Ngọc nữ trăm tỷ trên mạng xã hội đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc đã livestream giao lưu với người hâm mộ và vào vai một dân chuyên chốt đơn hàng. Theo đó, người đẹp thông báo tin vui khi làm đại sứ của một nhãn hàng mới và hào hứng với giới thiệu sản phẩm đến người hâm mộ. Khi livestream, Lan Ngọc không ngần ngại khoe trọn mặt mộc mà không cần bất kỳ phần mềm chỉnh sửa nào. Nữ diễn viên diện váy ngủ 2 giây lấp ló để lộ vòng một quyến rũ trước ống kính. Ở một số khoảnh khắc, người đẹp cúi xuống hay ghé sát ống kính khiến nhiều người lo lắng sẽ rơi vào tình huống phản cảm, hớ hênh vòng một. Tuy nhiên, cô nàng khéo léo liên tục dùng sản phẩm mới để phía trước nên không có tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Theo dõi trang cá nhân của Ninh Dương Lan Ngọc, có thể thấy người đẹp rất chuộng váy áo ngủ 2 giây. Không ít lần, Ngọc nữ trăm tỷ khiến người hâm mộ lo lắng vì diện váy 2 giây livestream giao lưu với khán giả. Dù vậy, cô nàng luôn biết cách che chắn, xử lý tình huống trang phục. Hot Girl Thúy Vi là người đẹp thường xuyên livestream giao lưu với người hâm mộ. Trang phục ưa thích của cô nàng là váy 2 giây bó sát hoặc váy ngủ gợi cảm. Chính vì trang phục sexy khiến Hot Girl gặp không ít tình huống khó xử. Cụ thể, Thúy Vi thường xuyên phải dùng tay chỉnh sửa váy áo trước hàng ngàn người xem livestream. Trong một lần livestream chia sẻ công thức nấu nướng của mọi người, Phương Trinh Jolie diện bộ đồ ngủ ở nhà, chiếc áo 2 giây khiến người đẹp phải liên tục chỉnh sửa trang phục. Minh Hằng trong một lần livestream cũng chọn chiếc áo 2 giây mỏng manh ôm sát. Trong khoảnh khắc cúi xuống đọc bình luận, cô đã vô tình để lộ ra phần nửa vòng một đẫy đà. Nhận thấy sự cố, nữ diễn viên nhanh tay cầm chú gấu bông bên cạnh để che chắn trước ngực.